Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng mang phong cách tân cổ điển được Mark Home thiết kế thi công trọn gói do gia đình nhà anh Phạm Văn Bắc, địa điểm là tại Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương. Nếu như bạn nào ở khu vực Đông Xuyên, Ninh Giang, các bạn có thể qua tham khảo trực tiếp công trình sau khi chúng tôi thi công trọn gói xong mẫu ngôi nhà này. Thì như các bạn đã biết rồi, các mẫu thiết kế của Mark Home nó luôn đẳng cấp và luôn khác biệt, đặc biệt là về cái màu sắc, về hình khối và về những cái tiểu tiết trang trí. Tôi phải nói rằng nếu bạn nào đã chót yêu thích xem kênh của Mark Home rồi thì tôi dám khẳng định với các bạn rằng các bạn sẽ không bao giờ yêu thích những cái kênh khác được. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đang là đơn vị lớn nhất và đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng trọn gói. Các bạn đã biết cái nhu cầu trọn gói của chúng ta đang ngày một rất lớn, ngày một rất nhiều người đang sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì ngày nay thì chúng ta bận công việc, chúng ta bận lên cơ quan, bận đi điều hành ở công ty, cửa hàng. Thế nên là vấn đề thi công chúng ta không còn như ngày xưa. Ngày xưa thì chúng ta tự gọi thợ, tự gọi vật liệu rồi là trông coi thợ hàng ngày, nó mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà với ngày nay thì chúng ta sẽ làm việc với những đơn vị lớn như thể là Mark Home. Trong đấy thì Mark Home sẽ có hết các gói dịch vụ từ khảo sát, thiết kế đến xây dựng trọn gói, đến lắp đặt nội thất và bảo hành bảo trì sau này. Bạn nào ở xa hay bên nước ngoài, các bạn hãy nhanh tay liên hệ với Mark Home qua các số hotline ở trên đây 0964458858 hoặc là 0828133333. Các bạn lưu ý rằng Mark Home chỉ có 4 số hotline chính đây, các bạn hãy liên hệ để xác nhận lại xem là chúng ta đã được sử dụng dịch vụ chính hãng của Mark Home hay chưa. Đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh này thì Mark Home làm rất nhiều các khách hàng ở bên Hàn Quốc hay là bên Nhật. Ngoài kênh chính thống Mark Home có gần 60.000 người đang theo dõi chúng tôi, còn có thêm kênh Mark Home Nhà Đẹp Mark Home là 1,6 triệu người. Đây là một trong những kênh lớn nhất hiện nay các bạn xem qua. Chúng tôi gắn liền ở ngay phía dưới link video của kênh Mark Home đây, các bạn đang theo dõi đấy ạ. Chúng ta muốn xem lại các mẫu, chúng ta có thể vào trong website của Mark Home, tên miền là thiết kế thi công trọn gói .com viết liền không dấu. Thì trên này Mark Home đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ chương trình hỗ trợ với vốn ngân hàng này, chương trình đăng ký làm đại lý này, chương trình đặt cọc trước để nhận được những chiết khấu ưu đãi này, nói chung là rất nhiều chương trình có ý nghĩa. Quay trở lại mẫu nhóm này, chúng ta thấy rằng đây là một công trình mang phong cách tân cổ điển với cái hệ màu sơn ở bên ngoài mặt tiền là màu trắng kem. Thì với màu trắng thì chúng ta phải phân biệt rõ, chúng ta có những màu như màu trắng sứ, trắng kem, trắng toàn phần hay là trắng bóng, có rất nhiều loại. Thế nên là các bạn hãy nên lựa chọn, cho đừng nên đánh nói chung là một cái tên từ đấy chính là màu trắng các bạn nhé, bởi vì trong đấy nó có nhiều sắc độ. Công trình này vì sao chúng ta lại biết được nó thuộc phong cách gì thì các bạn hãy để ý một số những cách tôi đã hướng dẫn các bạn cách phân biệt rồi. Ví dụ như với nhà hiện đại thì chúng ta rõ ràng chúng ta sẽ biết được công trình nó gồm những hình thẳng, hình chữ nhật, tức là nó không có quá nhiều các phào chỉ hoa văn. Còn đây là công trình tân cổ điển, tức là nó thiên về công trình cổ điển nhưng nó đã cách tân đi rồi. Đấy, người ta gọi là tân cổ điển. Nó còn đâu đấy những cái phào chỉ này, phào đơn, phào kép, phào chỉ trần, phào chỉ tường. Đấy, chúng ta dễ dàng nhận biết. Tuy nhiên nó đã được sơ lược hóa đi rất nhiều. Ngoài ra còn một phong cách nữa là phong cách cổ điển. Phong cách cổ điển thì họa tiết hoa văn nó rất là chi tiết và nhiều. Công trình này được thiết kế với hệ bậc ngũ cấp, tức là 5 bậc đi lên đấy. Các bạn lại lưu ý rằng những công trình 1 tầng, 2 tầng tôi phải nhấn mạnh lại các bạn rằng là chúng ta chỉ nên lựa chọn những hệ bậc ngũ cấp mà thôi. Các bạn đừng nên lựa chọn tam cấp hay là nhất cấp, nhìn nó rất là xấu và hai là nó không tỷ lệ với lại ngôi nhà của chúng ta. Công trình này có phần ở phía trước ngôi nhà các bạn thấy đây, với hai cái đầu cột họa tiết trang trí rất là lớn tạo nên cái nét đồ sộ của công trình. Phía trên này thì chúng ta có những cái họa tiết hoa văn bằng lam bê tông. Cái phần trang trí hiên ban công này thì các bạn có thể sử dụng lam bê tông, sử dụng lam gỗ hay là sử dụng chất liệu sắt phun tĩnh điện ngoài trời. Nhưng mà tôi khuyên các bạn rằng chúng ta hãy nên sử dụng lam bê tông và có kết hợp với lại vách kính cường lực để ngăn mưa, nó hắt trực tiếp vào trong cái phần cửa vào của chúng ta. Các bạn thấy đây, phần sảnh phụ cũng được thiết kế như phần sảnh chính. Và ngoài ra thì gia đình có đắp thêm một cái hòn non bộ nước, cái này mang tính phong thủy rất là tốt. Tức là bao giờ nó cũng có thể nhấn nhá thêm cho công trình của chúng ta đẹp hơn. Còn đây là mặt bên hông. Các bạn thấy thiết kế của Mark Home nó tinh tế và nó đẹp. Tôi phải khẳng định rằng nếu như các bạn đã chót yêu thích phong cách của Mark Home rồi, các bạn xem các sản phẩm của những công ty khác, các bạn đã không bao giờ cảm thấy được cái nét đẹp ở trong đó. Còn riêng đối với lại Mark Home thì những cái đường nét này, những cái phối màu hay là những cái tiểu tiết trang trí nó có những cái quy tắc riêng biệt, chúng ta rất dễ dàng nhận biết được.
Còn đây là phối cảnh nhìn từ trên xuống, các bạn đã thấy được cái hệ mái của chúng ta. Đấy, thấy được những cái sân chơi ban công, khuôn viên sân vườn. Còn đây là hình ảnh thực tế ngôi nhà. Thì sau ngôi nhà này thì chúng tôi sẽ san phẳng đi toàn bộ, tức là hiện trạng cũ này, sau đấy sẽ làm lại tường bao, lối đi vào, sân vườn. Đấy, rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua chi tiết bộ hồ sơ này. Trước hết thì tôi sẽ giới thiệu các bạn xem qua phần hồ sơ về thiết kế công trình. Công trình này thì được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói tại Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương các bạn nhé. Hải Dương là một trong những tỉnh thành sử dụng dịch vụ thi công trọn gói rất nhiều. Hải Dương này, Bắc Giang này, Bắc Ninh này, Hải Phòng. Đấy là những tỉnh thành tôi phải nói là đứng đầu trên toàn quốc trong cái việc đi tiên phong về cái dịch vụ thiết kế và xây dựng trọn gói. Tiếp vào đấy thì chúng ta sẽ xem qua cái phần mặt bằng tổng thể ngôi nhà. Đây là diện tích tổng thể của khuôn viên, khu đất. Các bạn thấy gia đình nhà anh Bắc có khuôn viên khu đất rất lớn. Khẳng định rằng gia đình anh ngày xưa cũng không phải là một gia đình nghèo mà gia đình có rất nhiều tiền. Ngày nay thì miếng đất này quy đổi thành giá trị tiền các bạn đã biết rồi. Đất hiện tại tại các vùng quê đang lên rất sốt. Do là gì ạ? Người thì chúng ta ngày một đông lên. Còn riêng đất thì tôi dám khẳng định các bạn rằng là nó vẫn lên đều. Cho dù là các cái dịch bệnh có ảnh hưởng nhưng mà riêng đất nó là cái tài sản không thể sinh sôi nảy nở được. Công trình này các bạn lưu ý rằng chúng ta có một cái hoa gió. Hoa gió thì bao giờ nó cũng sẽ quay lên hướng 12 giờ, hướng Bắc đi lên. Ngoài ra chúng ta có những cái vị trí mốc tọa độ. Xem qua một bảng chi tiết không gian tầng 1. Chúng ta cùng nhân qua một chút kích thước ngôi nhà này một chiều đang là 12,19 nhân với lại một chiều là 8,24. Như vậy diện tích của chúng ta đã rơi vào tầm 100m² mỗi sàn. 100m² này thì chúng tôi sẽ bố trí công trình gồm 3 lối tiếp cận, một lối đi vào từ sảnh chính và hai lối đi ra sảnh phụ. Các bạn lưu ý rằng trong phong thủy chúng ta bao giờ chúng ta cũng phải mặc định với nhau rằng cái tim của phần sảnh chính này không bao giờ được đồng trục xuyên tâm với tim sảnh phụ. Đấy, người ta gọi đây là cái lỗi phong thủy đại kỵ đầu tiên trong cái việc thiết kế. Bởi vì tiền tài đi vào cửa trước sẽ là lướt đi ra cửa sau. Thế nên là bao giờ chúng ta cũng phải tách riêng ở cái phần tim cửa chính. Đấy, như ví dụ như trong ngôi nhà này chúng ta đã xê dịch nó sang bên phía tay trái này rồi. Thì đây là một trong những cái biện pháp xử lý mà đánh giá rất là tốt. Khi đi vào từ sảnh chính chúng ta sẽ gặp ngay khu vực phòng khách rộng 26m². Phòng khách sẽ liên thông với khu vực bếp và phòng ăn rộng 21m². Đấy, các bạn thấy là cái phong cách thiết kế ngày nay nó khác so lại ngày xưa rồi. Ngày nay thì bao giờ bếp và phòng khách cũng đi liên thông với nhau, nó tạo thành một không gian công cộng chung rất là lớn. Đây là không gian chúng ta sẽ phô trương ra bên ngoài, tức là chúng ta sẽ trang trí nó rất là đẹp. Ngày xưa thì bếp chúng ta đun bằng bếp củi rồi bếp tro rồi bếp than, thế nên chúng ta thường đặt ở những vị trí rất là xa ngôi nhà. Công trình này thì thiết kế với hai phòng ngủ ở dưới tầng 1 dành cho ông bà. Những gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ trở lên thì các bạn nên ưu tiên cho ông bà ngay dưới tầng 1. Lên trên tầng 2, chúng ta có thêm hai phòng, trong đấy có thêm một phòng sinh hoạt chung, một nhà vệ sinh chung, một phòng thờ và đặc biệt là cái sân chơi vô cùng rộng. Đây là một cái không gian tôi cực kỳ thích các bạn ạ. Nếu như bạn nào đã có kinh nghiệm làm nhiều ngôi nhà thì các bạn sẽ thấy những không gian sân chơi này, ngồi chúng ta nhâm nhi ly cà phê hay là trồng một vài giỏ lan, một vài nuôi một vài con chim, nó rất là thanh tịnh. Đặc biệt là với những cái khung cảnh miền quê, tôi rất là yêu thích những không gian như vậy. Tiếp đến thì các bạn sẽ xem qua các cái phần mặt đứng và phần mặt cắt công trình. Vì sao nó lại là phần quan trọng mà bất kỳ video nào tôi cũng phải nhấn lại, các bạn hiểu rõ được muốn biết được một công trình nó như thế nào. Trước hết chúng ta phải nhìn cái tổng thể, tức là cái hình khối phối cảnh bên ngoài công trình. Tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ xem qua phần mặt đứng, mặt cắt để chúng ta biết được công trình của chúng ta có cao độ như thế nào. Công trình này để sử dụng cốt cao độ thông thủy ở giữa tầng 1 đang là 39, ở trên tầng 2 đang là 36 và tầng mái đang là 39. Đây chính là những con số thông thủy, những con số chia hết cho 3, những con số vô cùng đẹp. Các bạn lưu ý nhé, rất nhiều ngôi nhà tôi thấy các bạn lấy những con số vô duyên vô cùng, ví dụ như 3m71 rồi 3m82. Những con số đấy các bạn sau này các bạn đưa ra thực tế, đi vào trong sử dụng các bạn mới thấy rằng nó có những cái khập khiễng với những cái thiết kế nội thất bên trong. Đấy, khập khiễng với rất nhiều những cái chi tiết, ví dụ như chiều cao của lan can, chiều cao của cầu thang, chiều cao của cửa đi, mọi thứ nó đều có sự liên kết thì nó mới tổng hợp thành một ngôi nhà nó hoàn chỉnh được. Đấy, tiếp vào đấy thì chúng ta sẽ xem qua phần mặt cắt ngôi nhà. Đấy, đây là về cái phần mặt cắt ngôi nhà. Đấy, mặt cắt ngôi nhà thì chúng ta thấy rằng công trình của chúng ta có những cái phần sàn bê tông này, những cái phần hạ cốt như thế là sân chơi này, nhà vệ sinh chúng ta bắt buộc rồi, để giúp cho cái việc thoát nước chúng ta trở nên tốt hơn.
Rất nhiều những trường hợp khách hàng không để ý đến khi thợ người ta đổ nguyên một sàn phẳng bê tông, không đổ âm sàn, đến lúc đi ra thực tế rồi nước mưa nó hắt từ bên ngoài hắt trực tiếp vào nhà mà không giải thích được rõ nguyên nhân. Bởi vì chúng ta không làm âm cốt, chúng ta không làm gờ chắn nước thì không thể nào chúng ta chắn được nước mưa khi mà nó chảy từ bên ngoài vào. Đây là mặt lát sàn. Các bạn lưu ý rằng là trong cái thiết kế thì khi chúng ta thiết kế thì chúng ta đã tính toán là phương án thi công rồi. Thế nên là tránh cái trường hợp rằng là gì ạ? Khi mà các bạn đi ra ngoài thi công, các bạn chỉ giao nhân công cho thợ thì thợ người ta chỉ biết là người ta làm nhân công thôi, làm ngày nào người ta tính tiền ngày đấy. Thế nên là người ta sử dụng cách cái cắt gạch này rất tốn kém. Đặc biệt là người ta cắt gạch, chủ nhà đúng ra chỉ mất 10 triệu tiền lát sàn thôi nhưng mà lại mất lên tận 15 16 triệu. Đấy chính là do giao phó hết cho thợ. Đấy, thợ người ta chỉ biết cắt nát, cắt vụn và cắt những viên mới, người ta không biết rằng viên đấy có thể lắp ghép vào trong các vị trí ở trong nhà để trở thành một cái viên hoàn chỉnh hơn. Cái hoa văn đấy thì nên lắp ở đâu thì cái đấy là đòi hỏi chúng ta phải lên thiết kế. Ở tiếp vào đấy thì chúng ta có những cái móc tách nhà vệ sinh này. Trong nhà vệ sinh các bạn lưu ý rằng chúng ta phải đánh dốc thoát nước, thường là ít nhất là một lối thoát nước. Còn lại bình thường những cái công trình nhà vệ sinh ở Mac Home thì chúng tôi thường đánh nó tầm hai hố thoát nước hoặc ba hố thoát nước như thế này. Và trên cái sàn mái nhà vệ sinh ấy, có những công trình là chúng ta sẽ đổ một lớp bê tông ở trên đấy để mục đích là gì ạ? Để chúng ta có thể tạo nó thành một cái kho. Cái này thì nó chúng ta có thể cất đồ, nếu như công trình chúng ta không có nhà kho, không có nhà chứa đồ thì các bạn hãy nên tận dụng nhà vệ sinh là nơi có thể chứa được những cái đồ cũ chúng ta không hay sử dụng tới. Đấy, rồi tiếp vào đấy thì chúng ta sẽ xem qua cái bậc cầu thang. Bậc cầu thang nó rất quan trọng, các bạn đừng nên xem thường. Trước hết các bạn thiết kế, các bạn phải lưu ý rằng cái chiều rộng bậc cầu thang nó phải trên 1 mét trở lên. Đấy là cái mà tôi khẳng định các bạn chúng ta phải nên để ý. Còn lại những công trình biệt thự thì thường nó sẽ dao động ở tầm 1 mét 4 đến 1 mét 6. Đấy, thì cái kích thước của nó sẽ đi lại thoải mái hơn và chúng ta cảm giác nó không bị dốc, không bị khó chịu khi mà các bạn bước lên cầu thang. Cái điều thứ hai các bạn lưu ý rằng là chúng ta nhớ cái cách chia là sinh lão bệnh tử tương ứng với lại 21 bậc, 22 bậc, 23 bậc, 24 bậc và quay trở lại cùng sinh là 21 bậc. Còn một cái phần không thể thiếu nữa đấy chính là cái kích thước lỗ ban. Thì trên cái mặt bằng định vị cửa đi và cửa sổ này, chúng tôi có những cái chi tiết này, ví dụ như thể D3. Kích thước ở dưới là 1400 x 2700 và cốt là 0.00. Cái ý nghĩa thông số này là những cái chi tiết nào là viết tắt D người ta gọi đây là cửa đi, những chi tiết là S người ta gọi đây là cửa sổ. Đấy, còn lại những cái kích thước nó giống nhau thì nó sẽ có ký tự nó giống nhau. Ví dụ như S1 này, những chỗ nào có trùng S1 tức là nó sẽ có kích thước là giống như nhau. Đấy, thế nên là đấy là cái để ông bạn dễ để ý nhất. Đấy, tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ xem qua kích thước lỗ ban dựa vào website. Thì trên website của Mac Home đã tích hợp cái mục tra cứu thước lỗ ban cho các bạn rồi, rất tiện lợi. Đấy, các bạn chỉ việc vào đây các bạn tra cứu. Thì cái cách tra cứu các bạn biết rồi. Ví dụ như kích thước phủ bì của bộ cửa đi này là 2m7 thì trong khi đấy chúng ta chỉ tính bên trong cái lọt lòng thôi, tức là cái khoảng cách mà cửa mở ra mở vào được. Tức là trong nhà của chúng ta đang tính đây là 1m8 thì các bạn nhập vào đây là 1800. Đấy, như vậy là kích thước của chúng ta nó rơi vào cái cung thanh quý. Cung này nó nằm trong khoảng thiên tài rồi, khoảng này quá đẹp rồi. Gặp khoảng này thì chủ nhà luôn luôn gặp may mắn về tài lộc, năng tài đắc lợi, con cái thì được nhờ vả hiếu thảo. Đấy, gia đạo thì chí thọ an vui. Nếu như chúng ta không may chúng ta rơi vào cung đen một chút là cung hệ quả này. Cung này nó nằm trong khoảng thiên tai, khoảng này thì xấu rồi. Khoảng này thì chủ nhà sẽ ốm đau, chết chóc, mất của, vợ chồng thì bất hòa, con cái gặp nạn. Đấy, các bạn lưu ý rằng trong phong thủy ngôi nhà nó rất quan trọng. Đấy, chúng ta không phải là người phương Tây, chúng ta là người phương Đông, thế nên là chúng ta sẽ biết được. Đấy, chúng ta chịu ảnh hưởng bởi những cái phong thủy, những cái gọi là thói quen sử dụng từ ông cha ta rồi, và nó trở thành cái số đông người người ta đã chiêm nghiệm nó đúng. Bởi vì những cái này là khoa học không thể chứng minh được. Tôi phải nói rõ các bạn là như vậy. Tiếp vào đấy là những hồ sơ liên quan đến kết cấu và điện nước thì tôi không nói quá nhiều. Chúng ta để ý đến một cái là cái báo giá vật liệu này. Cái báo giá vật liệu thì đa số mọi người thường hay làm ở các công ty khác ấy, thì người ta sẽ làm với hình thức là tính theo mét vuông, ví dụ là 5 triệu một mét vuông hay là 6 triệu một mét vuông. Nhưng thực tế là chúng ta sẽ không biết là trong nhà chúng ta sử dụng hết bao nhiêu gạch và gạch loại gì. Thế nên là trong quá trình thi công, những viên đơn vị đó người ta thường là sẽ tính làm sao nó tiết kiệm nhất cho họ, ăn bớt làm sao được nhiều nhất. Còn riêng đối với lại Mac Home thì chúng tôi đã bóc tách chi tiết
ví dụ như khối lượng cát nhà mình là hết bao nhiêu khối, hay là sắt thép hết bao nhiêu tấn là có rồi. Chi tiết cái thép đấy sử dụng trong trường hợp nào, ví dụ cột đan sử dụng bao nhiêu thép phi 20, bao nhiêu thép phi 22, đan khoảng cách như thế nào. Đấy, và cái khối lượng các bạn yên tâm là nó chính xác theo bản vẽ, chúng ta giám sát theo bản vẽ thì không bao giờ lo cái việc thất thoát được. Đấy là cái cách làm việc minh bạch ngày nay. Rồi, video ngày hôm nay thì tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng, một căn biệt thự mang phong cách tân cổ điển, rất đẹp, rất hiện đại. Các bạn nào có nhu cầu thiết kế, thi công, chọn gói, các bạn hãy nhanh tay liên hệ tới Mark Home qua các số hotline 096 445 8858 hoặc là 0828 133 333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.